Sáng mùng 9 tháng 8, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đi thăm kiểm tra trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cơ sở tại Hòa Lạc và kho K38, phòng vật tư công tác Đảng, công tác chính trị. Từ năm 2009, cơ sở Hòa Lạc được trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sử dụng cho các hoạt động huấn luyện quân sự theo chương trình đào tạo với quân số khoảng 800 lượt học viên, sinh viên một năm. Ngoài ra, cơ sở còn phục vụ các lớp huấn luyện quân sự hàng năm của Tổng cục Chính trị. Hiện tại, nhà trường đang triển khai dự án đầu tư xây dựng khoa quân nhạc giai đoạn 1 theo đúng tiến độ, đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên, học viên chiến sĩ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mặc dù cơ sở xa trung tâm, xa sự quản lý chỉ huy của Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, nhưng cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, quản lý chặt chẽ đất đai, giải quyết tốt mối quan hệ với địa phương, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân về việc triển khai dự án xây dựng khoa quân nhạc đại tướng lương cường yêu cầu nhà trường phải chấp hành nghiêm quy hoạch trong quá trình triển khai xây dựng nếu thấy không hợp lý phải báo cáo ngay từ nay đến khi khởi công xây dựng đơn vị phải quản lý sử dụng có hiệu quả an toàn tuyệt đối khu vực doanh trại tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất quan hệ chặt chẽ với đơn vị bạn và nhân dân trên địa bàn đóng quân Kiểm tra tại kho K38, phòng vật tư công tác đảng, công tác chính trị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong thực hiện có hiệu quả cuộc vận động giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Trong 7 tháng qua, kho K38 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.